Bạn có biết Madame Pang, Nuan Pha Lam Sam từng đối mặt với biến cố khủng khiếp trước khi đến với bóng đá? Và bạn có biết người được coi là ân nhân của bóng đá Thái Lan đã làm nên những điều phi thường gì? Và dưới đây là toàn bộ câu chuyện đáng kinh ngạc về bông hồng thép của bóng đá Thái Lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Thành Đình Soccer. Tất cả đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp đứng sau thành công của bóng đá Thái Lan. Nhưng ít ai biết rằng đây mới là lần đầu tiên Madame Pang làm trưởng đoàn bóng đá nam ở một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games. Thất bại trước Malaysia khiến đây không phải là màn ra mắt như mong đợi, song ít nhất Madame Pang cũng có được trải nghiệm không thể nào quên ở thiên trường. Tôi đã gắn bó với bóng đá 16 năm rồi nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ với bầu không khí cuồng nhiệt và sự thân thiện này. Nó khiến cho sự thắng thua cho bóng đá bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Như Madame Pang chia sẻ, điều quan trọng là sự thắt chặt tình cảm giữa các quốc gia nhằm kiến tạo Đông Nam Á mạnh mẽ hơn cho tinh thần SEA Games 31. Hơn một thập kỷ rưỡi qua, người phụ nữ được cả nước Thái yêu mến, biết rằng điều tuyệt vời nhất trong bóng đá là những rung cảm của con tim. Như cách đây 3 năm khi cùng đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019, bà đã chứng kiến các hào thủ ôm nhau khóc trong phòng thay đồ sau trận thua 0-13 trước đội tuyển Mỹ. Khi những giọt nước mắt còn chưa khô thì Madame Pang nói với các cô gái rằng họ phải đứng dậy, tiếp tục chiến đấu với niềm kiêu hãnh và chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng của cuộc đời. Ở trận đấu tiếp theo, Thụy Điển vẫn quá mạnh nhưng Thái Lan quyết không bỏ cuộc. Phút 90+1, đội trưởng Su Nguyen đã dũng cảm cầm bóng, đột phá qua các hậu vệ và sút tung lưới đối phương. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Madame Pang như nổ tung. Bà ôm chầm lấy huấn luyện viên Stratongvian, gào thét với hai hàng nước mắt. Họ một lần nữa lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Người phụ nữ khóc trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất World Cup 2019. Thái Lan thất bại, nhưng sự quả cảm của họ cùng tinh thần Madame Pang đã khiến cả thế giới xúc động. Thậm chí nhiều người tưởng rằng các nữ tuyển thủ Thái đã thắng trận đấu đó. Không, họ đã thua 1 năm. Kết quả không còn quan trọng khi bạn chạm đến trái tim bằng màn trình diễn hết mình. Lam Sam là gia tộc người Thái gốc Hoa với cơ nghiệp được hình thành từ đầu thế kỷ 20. Bắt đầu từ kinh doanh gỗ, xay sát gạo trước khi tiến vào lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Họ nổi tiếng và giàu có đến mức ở Thái Lan, Lam Sam trở thành một thuật ngữ để chỉ sự giàu sang, phú quý. Hiện dòng họ Lam Sam đang nắm trong tay ngân hàng Kasikorn hay K-Bank trị giá gần 100 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, thì Luan Phan, người thuộc thế hệ thứ 5, đóng vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Thái Lan. Tốt nghiệp chuyên ngành marketing của Đại học Chulalongkorn danh tiếng, đồng thời sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản lý Đại học Boston. Song Luan Phan lại không thích bó buộc bản thân trong văn phòng. Madame Pang yêu thích sự náo nhiệt, kịch tính và nguồn cảm xúc dâng trào. Vì vậy bà nói rằng bóng đá là định mệnh. Nó bắt đầu bằng cơn ác mộng ở tuổi 25. Khi ấy thì Nuan Phan thức dậy và nhận ra mắt trái không nhìn thấy gì. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, sau đó nói rằng bà có thể bị mù. Trời đất như đổ sụp trước mắt cô gái đang ở độ tuổi đôi 10. Với một người bình thường, đột nhiên mất đi ánh sáng, đó là cú sốc không thể tưởng tượng nổi. Suốt 2 năm, bà đã khóc rất nhiều và trở nên gầy mòn sau những lần chữa trị ở Mỹ không đem lại kết quả. Vào những lúc tuyệt vọng nhất, cha bà nói rằng ngay cả khi con mù, không sao cả, bố sẽ là đôi mắt của con. Khi mọi thứ dần đi đến tuyệt vọng, Nuan Phan đã trở về và tìm đến các ngôi chùa ở Thái Lan. Đột nhiên căn bệnh biến mất, không một dấu vết. Đó thực sự là một phép màu. Kể từ biến cô ấy, bà nguyện sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ những người khiếm thị nói riêng và những người khuyết tật nói chung. Trong nhiều năm, Madame Pang trở thành nhà bảo trợ không mệt mỏi cho hội người mù Thái Lan. Bà dành tất cả lợi nhuận thu được từ cuốn tự truyện Cuộc sống không rải hoa hồng ra mắt năm 2017 để ủng hộ quỹ vì người mù. Bên cạnh đó, Nuan Phan còn giúp đỡ, sau đó trở thành quản lý đội vận động viên khuyết tật Thái Lan, đưa họ đến với Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Sự nhiệt thành và hảo tâm của Madame Pang khiến một vị cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nghĩ rằng bà phù hợp với vai trò lãnh đạo ở đội bóng đá nữ. Ông thuyết phục bà đảm nhiệm chức vụ đó. Không có kinh nghiệm cũng như kiến thức gì về môn thể thao này, song Nuan Phan vẫn nhận lời sau khi chứng kiến những vất vả của cao thủ nữ. Và bà lao vào tìm hiểu từ luật việt vị đến phạt đền, đọc ngấu nghiến mọi cuốn sách về bóng đá trước khi tìm hiểu thực tế môn thể thao này. Người Thái coi Nuan Phan là ân nhân của bóng đá nước nhà. Thực vậy, chính và là người thay đổi hiện trạng bóng đá nữ và làm nên 2 sự kiện lịch sử: giành quyền tham dự World Cup 2 kỳ liên tiếp 2015 và 2019. Giống nhiều nơi trên thế giới, bóng đá nữ tồn tại lay lắt trong sự thiếu quan tâm, tôn trọng và hỗ trợ tài chính.
bà tài trợ cho giải bóng đá nữ quốc gia, tuyển dụng cao thủ vào công ty Multi-Insurin và trả lương cho họ, giải quyết nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nếu ai đó có khả năng, như một số cầu thủ đến từ vùng Đông Bắc, nghèo khó của Thái Lan, bà sẽ giúp họ lấy bằng cử nhân, nhờ vậy đã kiếm được công việc tốt với mức lương cao so với mặt bằng chung. Trong các giải đấu, ngoài số tiền từ cá nhân Marampang, bà còn kêu gọi các doanh nghiệp để gây quỹ tiền thưởng thật lớn cho các đội. Khi Thái Lan trỗi dậy trở thành một đội bóng hùng mạnh, báo chí phương Tây nói rằng một phần trong công thức thành công là vị mạnh thường quân giàu có. Đúng là Marampang đã chi rất nhiều tiền. Sau thành công với đội tuyển nữ, bà trở thành chủ tịch của Post FC và quản lý đội tuyển bóng đá nam Thái Lan. Bà đã thay đổi vận mệnh của Post bằng những bảo đồng lớn, đồng thời biến sân PAT trở thành một sân vận động huyền thoại của Thái Lịch bởi bầu không khí sôi động bậc nhất. Với đội tuyển quốc gia Thái Lan, cho đến nay vụ rút thăm trúng thưởng túi Chanel, đồng hồ Rolex hay iPhone 13 tại F-Cup 2020 vẫn là câu chuyện gây ấn tượng cực mạnh. Sau khi lên ngôi ở giải đấu đó, bầy voi chiến nhận được 46 triệu bạt tiền thưởng, trong đó có 26 triệu được huy động bởi Marampang. Còn tại SEA 31, UEFA Thái Lan được hứa thưởng 5 triệu bạt nếu giành huy chương vàng. Ai cũng hiểu, đó chỉ là con số ban đầu. Nếu vượt qua thất bại ở trận mở màn và leo lên đỉnh cao nhất trong lần đầu Marampang làm trưởng đoàn bóng đá nam ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, bầy voi chiến sẽ nhận được nhiều hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên, cụm từ mạnh thường quân giàu có không khái quát được mức ảnh hưởng của Marampang. Phan Cha, hậu vệ của đội tuyển nữ Thái Lan từng nói, Nuan Phan không chỉ là người quản lý, bà giống như một người mẹ trong gia đình. Bà chăm lo cho cao thủ bằng trách nhiệm và tình yêu, khóc cười cùng họ và tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc cùng với họ. Bạn có thể có rất nhiều tiền với tư cách là một cầu thủ, nhưng điều đó không quan trọng bằng trái tim và niềm đam mê. Công việc quản lý thực sự mang lại cho tôi hạnh phúc. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay về Marampang, về nữ trưởng đoàn quyền lực của bóng đá Thái Lan. Hình ảnh của bà không chỉ gây ấn tượng với những khán giả Thái Lan mà những khán giả trong khu vực cũng vô cùng ấn tượng. Chúc bà thật nhiều sức khỏe và tiếp tục cống hiến nhiều cho thể thao ở Thái Lan và khu vực nói chung. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Thành Đình Soccer.